Thưa quý vị và các bạn Tôi đang có mặt tại hiện trường một vụ phá rừng rổi rất nghiêm trọng Khu vực này thuộc địa bàn của huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng Đây là khu vực giáp danh giữa ba huyện Lâm Hà, Đam Rông và Lạc Dương Tại hiện trường có hàng chục cây gỗ rổi Rất lớn bị cưa hạ, xẻ thành phách và đưa ra khỏi rừng Theo nguồn tin của phóng viên Lực lượng chức năng huyện Lâm Hà đã khám nghiệm hiện trường Tiến hành điều tra vụ việc đây là hình ảnh những cây gỗ rổi tự nhiên tại khoảnh 3 tiểu khu 224, xã Phú Sơn, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý. Theo báo cáo của Hạt Kiểm Lâm huyện Lâm Hà, đã có 11 cây rừng bị cưa hạ, tổng khối lượng lâm sản thiệt hại là hơn 37 mét khối gỗ tròn các loại, nhưng số lâm sản còn tại hiện trường chỉ hơn 25 mét khối. Ngày 11 tháng 8, Hạt Kiểm Lâm huyện Lâm Hà đã phối hợp với Công an huyện, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà về ban nhân dân xã Phú Sơn tiến hành khám nghiệm hiện trường. Đoàn kiểm tra cũng mời hai đối tượng gồm Siêu Thuận, 36 tuổi, ngụ tại tổ dân phố Mang Linh, phường 7, thành phố Đà Lạt và Ca Long Ha Huy, 26 tuổi, ngụ xã Tả Nung, thành phố Đà Lạt về Ủy ban Nhân dân xã Lát, huyện Lạc Dương làm việc. Bước đầu, hai đối tượng trên khai nhận làm thuê cho ông Nguyễn Văn Hoàn, 57 tuổi, ngụ tại tổ dân phố Mang Linh, phường 7, thành phố Đà Lạt đi phát cây mở đường để kéo gỗ. Tại hiện trường, nhiều chai nhớt của các đối tượng phá rừng sử dụng nằm la liệt, dây bắn mực để xẻ gỗ cũng được bỏ tại hiện trường.